thầy cô đừng như mình nha mọi người. Ôi. Đợt đầu chơi rồi chả chơi chán đổ chơi mà em có được cái quay đâu phải tổ nó đùng cái cho nó đi mợ cái mình lại mất thêm tiền vãi thật luôn hả không em tính hết rồi tính cả rồi. Các bạn cấp 3 chỉ đa số cho nó gần nhà nên chả tránh được đâu. Thế là trên bọn đại học cũng có được cái gì đâu. Ra trường thì cũng mỗi thằng một việc. Chắc để ý năm gặp lần. Nu ok nha mọi người, bức tranh mình hoàn thành nha, mình sẽ để lên một chút cho mọi người coi nhé. Tôi rồi nói đúng 24 à ok nha mọi người mình sẽ tô cho bản năng nha mọi người rồi luôn rất đẹp nha mình sẽ hoàn thành bức tranh sau đây cho mọi người xem nha tiếp theo sử dụng đến cho mình là cái màu cam ý xong màu tôi nó bẩn đi ok nha sống trong ngọn lửa của thù hận rất đẹp luôn và mình sẽ tranh thủ ngồi gọt màu ha tại mình thấy nó cứ bẩn bẩn gọt hai đầu. Ờ anh sao hôm nay anh không lấy video 10 phút ạ? À? Ok nha mọi người. Em thấy anh lấy mỗi khoảng 10 phút em để riêng vào một file cơ. Anh Đức còn video mà đúng không anh? Anh cứ đang từ từ thôi anh ạ. Anh đang nhanh chết em đấy. Hết là không đủ cho kênh khác là vì dọc đường lại được bù vào dễ lắm nhỉ bài phải phải xếp chung hết vào một ô cái okay. Ok nha mọi người ngồi đợi mình xíu ha còn màu trắng này. Màu trắng này.
Dùng đi. No, dùng tôi nó có lên máu đây chứ. In toàn bức tranh về cái mây ấy. No. Đô vào. Ok nha mọi người, mình sẽ xử lý. Bố biết tại sao trời màu xanh. Hả? Tại sao trời màu xanh. Ai mà biết được. Ngoài trời ấy. Chết mẹ nó bụi quá. Thế bức tranh của mình sau khi ngã tôm một người mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video mọi người anh chơi mình nha. Đúng rồi. Mình sẽ gọt hai đầu để cho có màu nó được Nước. Còn ngăn đi ạ. Sườn luộc lâu rồi ngon sườn anh Đức ơi, chỉ luộc mới mà có sườn là mấy tuần rồi à. Đâu mực anh ơi, mực mình tắt lắm mà được ít. Mực xào cần tây à, hành tây mực xào dứa, nhưng mà mực ít lắm mà tắt không ăn đâu được. Không đắt đâu, nó như chỉ cần lờ đầu anh mấy nghìn đấy. Đầu anh Đức nó anh mua nó đắt như vậy đắt lu tám mấy nghìn một gói mới đắt thôi. Nó sẵn gói em tưởng là gói đâu, nó mua siêu thị là gói mà không, nó cắt sẵn á, mua chợ mà đâu á, ăn giá nó sẽ khác. Không, giá chợ đắt hơn nha má, đồ tươi mà. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô mẹ ảnh ngon lắm nha. Chết trời đâu. Ok nha mọi người. Mình đã ngọt màu nha. Đây, mình sẽ tô vào đây nha. Pacachi. Muốn đi chợ băng quá. Anh đừng muốn đi chợ băng luôn. Nhưng mà anh có trượt đâu, em thấy anh toàn ngồi thôi. Toàn ngồi để bọn trẻ con nó đẩy. Ok, mình sẽ tô vào đây nha. Để xong mọi người. Ok mọi người. Mình sẽ quay trở lại với Maggie. Mời đợi mình xíu ha. Ok và ok nha, và video mình kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like xem đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.